It's Nhung again, and I am so happy to see you today. Yeah, xin chào tất cả các con, lại là cô Nhung đây, và cô rất là vui khi được gặp lại các con trong lớp Allophonics vào tối thứ năm ngày hôm nay. So, are you happy to see me again? Các bạn có thấy vui mừng khi mà gặp lại cô không nhỉ? Ok, các bạn đã ở đây để bắt đầu lớp học với cô chưa? Cô có thấy rất nhiều bạn đã giao lưu với nhau, trò chuyện với nhau rồi này. Nhưng mà mình đã sẵn sàng vào lớp chưa nhỉ? Rồi, chào Quỳnh Anh, hello con. Để cùng một chút. Rồi, chào Tuấn Tài, Huyên Trần, Yến Như, Hoàng Long, chào con, Nguyễn Như, hello. Mai Nguyễn, hello. Rồi, Phương Anh, chào con. Xin chào Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ tên thật là gì nhỉ? Cô không biết là cô đã ghi lại chưa nữa ta, hình như là chưa rồi. Rồi. Nga Lê này, chào con. Hà Dũng, Hà Dũng tên thật là gì nhỉ? Cô nhớ là cô đã gặp tên thật của con rồi nhưng mà cô lại quên đấy. Rồi, chào Lam à con? Lam đúng không? Lam này đang comment bằng nick của mẹ Lan Phan này. Lam hay Lâm ta? Lâm à? Có vẻ là một bạn nam à? Yeah, chào con. Minh Nguyệt này, chào con. Rồi. Ok, có rất nhiều bạn đã ở đây để học cùng cô rồi nè. Nha, chúng ta sẵn sàng rồi đúng không nhỉ? Nên là mình hãy bắt đầu bài học luôn nhá. Let's start a lesson tonight. Nhưng mà trong đó thì các con đợi cô một chút. Chút xíu 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 thôi. Ok, nào, cô cũng đã sẵn sàng rồi. Mình bắt đầu bài học thôi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học letter. Đứng thứ 3 từ dưới lên trong bảng chữ cái. Đó là letter X. X đấy, thường thì letter X sẽ tạo cho các con một cái điều gì đấy rất là bí ẩn đúng không? Ví dụ như khi mà các bạn đã lên cấp 2 này thì các bạn sẽ học toán và X sẽ là một cái ẩn số mà các con cần phải đi tìm đấy. Hoặc là chúng ta có một chương trình tên là The X Factor, chương trình nhân tố bí ẩn để tìm ra những người mà có khả năng rất là giỏi trong việc ca hát chẳng hạn đấy. Nên là thường thì X nó sẽ chỉ một cái gì đó rất là bí ẩn đúng không? Đấy. Rồi, vậy thì với bài của chúng ta hôm nay mình sẽ học về letter X. Ok, vậy thì chữ X ở trong tiếng Anh đọc là X. 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 Nhớ, letter X. Letter X. Đấy, đó là chữ X ở trong tiếng Anh. Các con thấy letter S thì sẽ phát âm là S. S đúng không? S. Còn đây là X. X. Các con có thấy điều gì khác biệt không nhỉ? Nó khác nhau ở chỗ là letter X này sẽ có một âm K. Đúng không? Đấy, các con nhìn này. Đấy, có một âm K. Đấy, có một âm K ở đấy. Rất là lạ đúng không? Rất là đặc biệt đúng không? Thường thì các âm sẽ chỉ là các letter khác, các chữ cái khác chỉ là do một âm tạo thành mà thôi. Nhưng mà ở đây lại có những ba âm tạo thành lên đấy. E, K, N, S, X. Nhá, letter X. Vậy thì âm của letter X sẽ như thế nào nhỉ? Sound. Every letter has a sound, right? Mỗi chữ cái đều có âm riêng của nó. Vậy thì âm của letter X như các con thấy trên này, đó là được cấu tạo từ hai âm khác nhau, K và S. Đấy, nhớ không? K và S. Hai âm này thì các con đã học riêng lẻ ở trong bài letter K and letter S với cô Rachel rồi nha, mình nhớ không nhỉ? Nên là khi mà chúng ta phát âm letter X thì mình sẽ nối hai âm này lại thành khi mà mình phát âm sound, mình phát âm âm của letter X thì mình sẽ nối hai âm âm K và âm S lại thành X. Thế hơi bị khó đúng không nhỉ? Rồi âm và âm S nối lại thành kiss, kiss. Ok. Hơi khó đấy nhá, nên là chúng ta hãy ở nhà luyện tập thật là chăm chỉ nhá. Kiss, được chưa? Letter X and sound kiss. Ok. Rồi khi mà vào chữ và từng vào từ thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các con một chút nha. Rồi không sao. Ok. Rồi, so what number is this? This is number 6, đúng không? Thường thì các con có thể phát âm rất chính xác ở một chỗ là letter 6, có một âm S ở cuối cùng. Nhưng mà các con không để ý là nó còn có một âm K
ở trước đó, đúng không? Nên mình sẽ đọc là six, six. Đấy, x, x, six. Được chưa nhỉ? Nghe nó rất là nhiều âm nhỉ? Hơi bị nhiều âm đúng không? Một chữ cái, một từ có ba chữ cái thế này thôi mà có những bốn âm liền đấy. Nên là các con cố gắng luyện tập nhá. Six, six, six. Ok, six. This is number six and it is pink. This number six is pink, right? Đây là số 6 và số 6 này màu hồng, đúng không? Ok, the 6 thì cô nghĩ là các bạn đã quá là quen thuộc rồi đúng không? 6 là số 6 mà, right? Mình đã, cô đoán chắc là tất cả các bạn đều đã thuộc ít nhất là các số thứ tự từ, à các số từ 1 đến 10 rồi, đúng không? Thậm chí có thể có cả số 0 nữa luôn. Rồi, nên là the 6 thì không xa lạ gì với chúng ta nữa cả. À, Phong Vũ tên thật là gì nhỉ? Yến này. Rồi, 6, số 6. Đúng rồi con ạ. Hằng Vũ, 6 là 6, chính xác. 6, Hà Linh, số 6, đúng luôn. Thuận Nguyễn này, 6, yeah. Nguyễn Hòa, Nguyễn Thị Hòa, 6 là số 6, chính xác các con nha. Việt Tường cũng đúng rồi con nha. Thanh Hoàng, 6 là số 6, đúng rồi. Ok. À, Xuân Hương là Ngân, đúng không? Ngân. Ok, 6 là số 6. Từ này quá là dễ dàng và quá là quen thuộc rồi. So, but what animal is this? What animals are they? Đây là những con vật gì đây nhỉ? Chúng trông hơi giống một con chó, hơi giống thôi. Nhưng mà chúng có một cái đuôi trông rất là to, rất là dày. Và chúng có màu cam. This is a, they are foxes. Đây là những con cáo. Và con cáo trong tiếng Anh là fox. Fox, F-O-N-X, fox. Cô có một cái mũ bảo hiểm hình con sói, à không phải con sói mà con cáo, hình con cáo đấy. Và cô rất là thích cái mũ bảo hiểm đấy, bởi vì cô chưa thấy ai có một cái mũ đấy giống cô cả. Đấy, rồi đây là những con cáo, đúng không? Và how many foxes are there? Và có bao nhiêu con cáo đây nhỉ? Let's count with me, đếm cùng cô nhá. 1, 2, 3, 4. 5 and 6. Có 6 con cáo tất cả. There are 6 foxes, right? Rồi, vậy thì cô có câu là có 6 con cáo. There are 6 foxes. Được không nhỉ? Rồi, the 6 của cô này, mình có một letter X. X. Đấy, mình lại có âm X. 6. Được chưa? Và trong từ fox cũng y hệt như vậy, mình có một letter X và sao X. Và khi mà chúng ta thêm ES thì mình sẽ phải đọc thành foxes các bạn nhá. Foxes, foxes, six foxes. Đấy, các con nghe thấy phát âm tiếng Anh, nói tiếng Anh nó sẽ phải cứ đúng không? Nghe đôi lúc hay nghe nó sẽ hơi bị, có thể là hơi bị khó chịu một chút, nhưng mà đấy là cách mà chúng ta phát âm chuẩn nhá. Rồi, there are 6 foxes. Ok, có 6 con cáo nha. And they are in the jungle, I think. Và cô nghĩ là chúng đang ở trong rừng đấy. Có vẻ đây là những chú cáo quen biết nhau đúng không? Anh em họ hàng của nhau, trông chúng khá là giống nhau, right? Rồi, fox là con cáo. Minh Thủy đúng rồi này. Thanh Vân, there are Thanh Vân, con chỉ cần dùng là there are 6 foxes nhá. Mình không cần have ở đây. Thị Hoa nào, Đoàn Thị Hoa nào, fox. Đoàn Thị Hoa này, con có tên giống, à không biết đây là có phải tên con hay là tên của mẹ con nhỉ. À, tên giống một người đồng nghiệp của cô. Fox cáo này, chính xác. Tường Vi con cáo, chính xác. Nguyễn Hoa, yes. Huỳnh Tuấn nào, there are many foxes. Yeah, they're quite many. Cũng có 6 là cũng là nhiều rồi đúng không nhỉ. Thùy Dương nào, there are 6 foxes. Yeah, Tường Vi, there are 6 foxes, đúng rồi. À, chào Hoài An nha. There are 6 foxes, hiểu này. 6 foxes, à Phạm Tưởng nào. 6 foxes are in the jungle, con nhá. Mình không dùng với is, is chỉ dùng cho một mà thôi. Phạm Tưởng đây là Minh nhỉ. Rồi, Minh nào. There are 6 foxes are in the jungle, con nhá. Rồi, ok. Rồi, ở dưới các bạn cũng comment rất khá là chính xác rồi. There are 6 foxes, Nguyễn Hiền này, yep. Ok, rồi
Bây giờ cô mới kéo xuống bình luận ở đây thì làm sao mà cô đọc được đúng không, Minh Thư? Ừ, đấy lại trách nhầm cô rồi đấy. Thì các bạn có xin lỗi nếu mà trách nhầm cô không? Cô giận bây giờ đấy. Rồi, there are six foxes, có 6 con cáo nhá. Rồi, thế con đồ vật này là cái gì nhỉ? À, những người tiều phu, các con có biết những người tiều phu là ai không? Họ sẽ làm công việc chủ yếu là đốn củi đúng không? Những người họ sẽ dùng cái vật dụng này để đốn củi, right? So người tiều phu thì cô cũng không biết nên gọi là cái gì. The woodcutter, the woodcutters use this tool to cut down the wood. Họ sẽ dùng cái dụng cụ này để đốn củi. Nó rất là có ích trong việc đốn củi, để chẻ những cái thanh củi rất là to thành những cái miếng nhỏ hơn, những cái thanh nhỏ hơn. Dụng cụ này trong tiếng Việt mình gọi là cái rìu đúng không? Cái rìu. Nếu mà các bạn có xem phim siêu anh hùng này, phim của thần Thor, thần sấm ấy, thì thần Thor ngoài cái búa Mjolnir sẽ có một cái rìu nữa đúng không? Cái rìu tên là Stormbreaker. Đấy, nghe rất là hoành tráng. À, đấy, và từ đây, từ mà cô muốn giới thiệu đây là cái rìu đúng không nhỉ? Cái rìu trong tiếng Anh là axe. 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 Ok. Rồi, axe, các con thấy là letter x ở ở ở giữa đúng không? Nhưng mà khi phát âm lên thì nó sẽ là âm cuối cùng bởi vì chữ e sẽ không được phát âm nhá. Chữ e là một âm, âm cũng được phát âm, cô hay nói là âm âm câm đúng không? Chữ e là âm câm và chúng ta sẽ chỉ đọc là x. 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 Ok. À, letter letter a sound a. À, và nối lại với letter x sound x thành x. 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 Được chưa nhỉ? X là cái rìu nhá, cái rìu X. Ừ, thế thì cô muốn nói là thần Thor có một cái rìu thì cô sẽ nói là Thor has an axe. Right? Ok, không biết là các bạn có xem phim thần Thor chưa? Ừ, rồi. Rồi, axe Trần Thị Tuyết nào. Yeah, chính xác axe rồi. Lanh Lê nào, cái rìu. Ok con. Ánh nào, axe rồi. Trung nào, axe. Yeah, Thi nào, axe. Họa Mi, axe. Axe là cái rìu, Tường Vi comment đúng rồi này. Axe, ánh comment chính xác rồi này con. Thành Thành Dinh à con? Axe là cái rìu, chính xác. Thanh Hoàng là axe, cái rìu con nhá. Bởi vì cô là người miền Bắc nên là cô sẽ nói thành cái rìu nhưng mà nó sẽ viết là chữ R nặng, rìu ấy. Nghe nó không quen lắm đúng không? Cái rìu nhá. Kiên là axe, cái rìu. Rồi, Huỳnh Tuấn nào. Huỳnh Tuấn. The axe is very sharp. Yes, rất là chính xác. Cái rìu thì rất là sắc đúng không? Nên là những người mà sử dụng cái rìu thì phải rất là, một là rất là khỏe này, hai là phải rất là cầm rất là chắc tay đúng không? Và rất là phải rất là cẩn thận khi mà dùng nó bởi vì nó rất là sắc đúng không? Rồi. Ok, axe cái rìu đúng rồi, Xuân Phạm này. Rồi, chào Ngọc, cảm ơn con. Ok. Rồi, so where is this axe? Cái rìu này đang ở đâu nhỉ? It's in a box, đúng không? Nó đang ở trong trong một cái hộp. Thì cô có thể miêu tả bức tranh này là the axe is in the box, đúng không nhỉ? The axe is in the box. Rồi thì cũng giống như từ axe, từ fox hay là từ six thì mình có thêm một từ đó là từ box, cũng có âm x nằm ở cuối cùng đúng không? Với âm x này thì cô nghĩ là sẽ không tìm được từ nào mà để đứng đầu từ cả. Bình thường thì chúng ta hay đọc các letter ở là từ đầu tiên, là chữ cái đầu tiên trong từ đúng không? Nhưng mà với letter x này thì nó và với sound x này thì nó sẽ chỉ đứng ở một là ở giữa hay là ở cuối từ mà thôi nhá. Rồi, the x is in the box. Cái rìu đang ở trong trong hộp nha. The axe is in the box, right? Rồi, nhớ giúp cô là mình đọc là the nhá. The axe is in the box. Ok, rồi, cố gắng nha, cố gắng luyện tập nha.
Rồi, rồi chào Trần Nguyệt. Yeah, I'm very good. Cô vẫn rất là khỏe nha, cảm ơn con. Mấy hôm trước thì cô có hơi bị đau miệng một chút. Cô bị nhiệt miệng. Nhưng mà bây giờ thì cô đã khỏe rồi. Rồi, Ánh Dương à? Phạm Ánh Dương đúng không? Hay là Anh Dương nhỉ? The axe is in the box. Yes, chính xác. Uyên Trần à? The axe is in the box. Đúng rồi. Mai Nguyễn. Yeah, the axe is in the box. Ngọc Minh nào? The axe is in the box. Anh Quỳnh nào, anh Quỳnh có tự đặt một câu là The axe is behind the tree in the garden. Mặc dù không đúng với cả tranh không đúng với tranh của cô ở trên màn hình, nhưng mà câu của anh Quỳnh vẫn rất là chính xác. Anh Quỳnh hay là Quỳnh Anh nhỉ? Rồi, The axe is in the box. Thanh Lộc này, chính xác con nha. Thùy Linh, câu của con cũng đúng rồi. Minh Thư nào. Minh Thư chắc là họ nhầm sang tiếng Việt đúng không? Nhưng mà nếu nhưng mà cô hiểu là con đang định viết câu The axe is in the box. Rồi, rồi Mỹ Cảnh, Khánh Thi có cho cô thêm một từ, đó là từ X-ray. Yeah, rất là tốt. Đúng rồi, từ X-ray là một trong những từ rất là hiếm hoi mà chữ X, letter X đứng ở đầu câu mà vẫn được phát âm là X. Ok, rất là tốt. Cảm ơn Khánh Thi nha. Rồi, cảm ơn Trần Văn Vân. Cô vẫn khỏe. Ok, đây Huế Trần này, cô thấy bình luận con rồi. Tặng cô bông tuyết. Ừ, bây giờ thời tiết Hà Nội hơi nóng nên là chắc là tặng cô bông tuyết cho mát mẻ ha. Ok. Rồi, tiếp theo đó là một loại phương tiện giao thông đúng không? Chứ các con sẽ thường dùng cái phương tiện này khi mà mình đi ví dụ như mình đi ra bến tàu, bến xe, sân bay để di chuyển đến một nơi khác đúng không nhỉ? Mà mình không muốn dùng phương tiện cá nhân của mình. Đây cũng có thể coi là một phương tiện công cộng đúng không? Cái này gọi là taxi đúng không? À, trong tiếng Việt mình sẽ hay nói là taxi, 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 taxi. Đấy, taxi cũng là một từ từ mượn đúng không nhỉ? Một từ mượn từ tiếng Anh đó. Đấy, và từ cho này trong tiếng Anh mình sẽ không đọc là taxi nhá. Không thể đọc là taxi giống trong tiếng Việt được, mà nó sẽ đọc là taxi. Taxi. Đây, letter X của chúng ta ở giữa, đứng ở giữa đúng không? Taxi. 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 Nha. X, 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 taxi. Ok, mình sẽ nhấn mạnh hơn vào âm đầu tiên. Taxi. Ok, taxi. Và khi mà các con muốn muốn nói cụm là bắt một cái taxi thì mình sẽ dùng là take a taxi. Ok, cô sẽ nói thử một câu ví dụ nhá. When I go to the airport, I take a taxi. Khi mà cô muốn ra ra sân bay thì cô sẽ bắt một cái taxi. Ok, take hoặc là catch đều được nha. Take a taxi, bắt một cái taxi, hoặc là catch a taxi đều được nha. Rồi, taxi, cái taxi nhá. And this taxi is yellow, đúng không? Ở Việt Nam thì có rất là nhiều loại taxi khác nhau, nhưng mà thường thì taxi khi mà được vẽ lên ảnh này thì nó sẽ thường màu vàng, có màu vàng. Còn ở Việt Nam thì cô thấy là có rất là nhiều các loại taxi, và các loại taxi thì cũng có rất là nhiều màu khác nhau. Nhưng mà ở Hà Nội thì cô hay thấy có taxi màu xanh lá cây, green taxis. Nếu cô từng đi Hải Phòng thì cô thấy taxi ở đó màu hồng các con ạ. Có màu hồng, có cả màu xanh lá cây, có cả màu vàng luôn. So there are green, pink and yellow taxis in Hải Phòng. It's very interesting, right? Rồi, rồi taxi nha. Tị bác tên thật là Yến Nhi đúng không? Rồi, cô thấy bình luận con rồi. Minh taxi này, yep. Cao Kiên taxi. Taxi đúng rồi con. Ừ, từ taxi thì viết rất là dễ dàng rồi đúng không? Mình cô nghĩ là chưa cần học cái từ này thì các con đã biết từ taxi, cách viết của từ taxi rồi. Bởi vì mình nhìn thấy rất là nhiều ở ngoài đường đúng không? Nhưng mà mình vẫn phải chú ý về cách phát âm nha. Taxi. Không nhớ nhớ là không không đọc là thành taxi đâu nha. Gia Nhi, ok, Hằng Vũ Gia Nhi. Chắc là cô sẽ phải thêm viết thêm vào đây, Hằng Vũ này. Gia Nhi, ok. Rồi. So here, this is Alex. Đây, đây là bạn Alex và bạn ấy đang đang bắt một chiếc taxi, đúng không? Nãy cô có nói là bắt taxi thì mình sẽ dùng cụm là take.
take a taxi, right? Take a taxi. Và ở đây bạn Alex đang bắt một chiếc taxi thì mình sẽ nói là Alex is taking a taxi. Alex is taking a taxi. Được chưa nhỉ? Trong tên của bạn Alex có một letter X đứng ở cuối cùng và đó cũng là âm X hôm nay chúng ta học nhé. Alex, Alex, Alex is taking a taxi. Được chưa nhỉ? Bạn Alex đang bắt một chiếc taxi, đang đón một chiếc taxi đấy. Maybe he wants to go to somewhere. Có vẻ là như bạn ý đang muốn đi đến một nơi nào đấy, đúng không? Và bạn ấy không muốn dùng phương tiện cá nhân của mình thì bạn ấy sẽ bắt một cái taxi. Ok, Alex is taking a taxi. Alex đang bắt một chiếc taxi nha. Rồi Minh Thư nào, Alex is taking a taxi. Cao Kiên nào, Alex is taking a taxi con nha. Giảng nào, rồi Alex is taking a taxi, chính xác. Phúc Khang, Phúc Khang chào con. Thu Phương này, ok. Alex is taking a taxi. Hân Ngô Ngọc Hân Hưng, có phải tên của thật của con là Ngọc Hân không nhỉ? Taking a taxi, chính xác, đúng rồi. Alex đang bắt một chiếc taxi. Nguyễn Thị Liên này, Alex is taking a taxi. Đúng rồi. Ở dưới cũng có một số bạn comment chính xác rồi này, như Mai Nguyễn này, Thúy Liễu này, Quỳnh Tuấn. Ok, chính xác rồi các con nha. Rồi, vậy là chúng ta đã học xong 3 từ với letter X and sound X vào ngày hôm nay rồi. Nào hãy cùng cô tổng kết lại 3 từ đấy nha. Từ đầu tiên, 6. 6 là số 6. Từ này quá là đơn giản rồi đúng không? Từ thứ hai, cái dìu, đúng không nhỉ? Cái dìu. Cái dìu là X. 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 Và từ cuối cùng, taxi. Xe, xe taxi, đúng không? Taxi, taxi. Ok, đấy, đó là 3 từ mà hôm nay chúng ta học. Bây giờ các con hãy làm một bài tập nho nhỏ để ôn tập lại những gì chúng ta vừa học nha. Rồi, đây là một loài động vật rất là, thực ra có nhiều lời đồn về loài động vật này, có nhiều suy nghĩ về loài động vật này, cho rằng cái loài động vật này rất là láu cá, rất là danh mãnh, đúng không? Rất là tinh danh. Ừ, cô thì cô không biết là như thế nào, nhưng mà cô thấy nó cũng khá là đáng yêu đấy chứ, đúng không? Rồi, thế nhưng mà con này là con gì nhỉ? Chúng ta đã học trong học với từ six, đúng không? Mình đã học trong câu với từ six. Nào hãy điền giúp cô nhé. X or S. So, what letter would you fill in the blank? X or S. Các con sẽ điền chữ cái gì vào chỗ trống để tạo thành từ đúng với loài động vật này đây? And I have a helmet that has this animal on it. Và nhớ là cô có một cái mũ bảo hiểm hình con cáo. À, cô nói ra mất rồi, cô nói ra đáp án mất rồi. Nhưng mà chữ gì vào đây nhỉ? Rồi, con cáo. Yeah, dù ra thì cô cũng đã tiết lộ đáp án tiếng Việt là con cáo mất rồi. Cô thấy có Kiên comment là fox, X đúng không? T, fox, Đức, fox rồi. Fox, Thùy Chi, yeah, Tú, Fox, Cao Kiên, Fox, Nguyễn Linh đang trả lời bạn khác đúng không? Trang, Fox, Phương, Fox, rồi Như là Fox, ok. Ngân là Fox, rồi. Rồi, rất là nhiều bạn khác ở dưới cũng comment là Fox, nhưng mà cô vẫn có thấy có Linh Hoàng, à không phải, Quế Bùi chứ, Quế Bùi như cũng có lại rồi thì phải. À chưa. Rồi, cô có comment là S. Cô không biết là nếu mà nó là S thì nó sẽ đọc là gì đây. Rồi, đáp án của cô chính xác là con cáo rồi đúng không? Và từ bị thiếu, the missing letter is X. Chữ cái bị thiếu là chữ X gì nhá, letter X. Đây, đấy, nên là cô đã like cho những bạn mà có comment là chữ X rồi. Chúc mừng các bạn nha. Rồi. Đây là một bạn rất là quen thuộc nếu mà các con một bạn nam rất là quen thuộc nếu mà các con chăm chỉ theo dõi livestream, lớp học livestream của cô này, theo dõi fanpage của Alokiddy này, hoặc là rất là chăm chỉ làm bài tập ở trên app Alokiddy thì chắc chắn là các con sẽ biết bạn nam này. So this boy is a popular
is popular, right? Bạn nam này cũng khá là nổi tiếng đấy chứ, đúng không? Và tên của bạn ý là Felix. Nhưng mà chúng ta sẽ điền letter gì vào đây đây? C or X? Rồi, tên của bạn Felix thì sẽ viết như thế nào nhỉ? Rồi, sao Nguyễn này, cô thấy tên à, cô thấy con comment của con rồi nha. Felix Hiếu Đoàn đúng không nhỉ? Có comment là ơ, nhưng mà Hiếu Đoàn bị viết sai chính tả mất rồi. Rồi, Kiên cũng chọn là X đúng không? Nhưng mà Kiên lại cũng viết sai chính tả tên của Felix mất rồi. Cao Kiên này, yeah, Felix X, Ánh X. Fox là câu trước rồi, Linh lên nha. Vi như tặng cô cái gì này? Ui, tặng cô tiền luôn. Rồi, Phương, Felix, Quỳnh Anh hay là Ánh Quỳnh nhờ, cô cũng không chắc nữa. Felix, rồi, Việt, Felix, Bùi Thị Thủy, Felix, Giảng nào, Felix, Trung, Felix, Tuấn Minh, Tuấn Minh comment là fans, Ngân nào, Felix, Phong Vũ, Felix, Hương Nguyễn, rồi, ok, Hương Nguyễn, Đức, rồi, ok. Rồi, có vẻ như các con đều nhớ tên bạn ấy là Felix đúng không? Và cô cũng đã nhắc lại giúp các con rồi. Nhưng mà tên của bạn ấy viết chính xác là F E L I N N X nhá, Felix. Cũng giống như tên của Alex thì tên của bạn Felix cũng có letter X ở cuối cùng và cũng được phát âm là X đúng không? Felix. Nha. Nên cô chúc mừng những bạn nào mà có comment như thế này nhá. Tên của bạn Felix sẽ viết là F-E-L-I-X nha. Cô thấy nhiều bạn viết là L-L-X thì như thế là chưa đúng rồi nha. Felix. Ok. Rồi, trước khi cô nghĩ là chúng ta nên giải trí bằng một bài hát trước rồi hãy đến phần challenge đúng không? Phần thử thách nhờ, phần thử thách chúng ta nên dành cho cuối giờ nhá. Nào bây giờ hãy cùng cô nghe một bài hát ở trên app của Alo Kids đi nha. Ui, cô ấn nhầm, cô toàn ấn nhầm thôi. À, đây rồi. Rồi, các con vào app Alo Kids đi này. Để sau nha. Rồi, sau đó chúng ta thấy 4 phần đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy vào phần tiếng Anh trước. Tiếng Anh ở trên này nhá. Tiếng Anh, sau đó các con có thể vào phonics số 2. Phonics 2. Chúng ta lướt xuống này. Và tìm đến letter. Letter. Đâu rồi? Cuối bảng rồi các con ạ. Letter X. Đấy, có hình con cáo đấy. Rồi, bây giờ có 4 phần nhá. Bài học, từ vựng, trò chơi và bài hát. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát nha. Let's listen to a song. Rồi, bài hát rất là ngắn thôi nên là các con hoàn toàn có thể bè bút sang trái để hoàn toàn có tiếp. Thể học thuộc bài hát cũng vừa có thêm một bài hát để nhớ này và vừa có thêm một số từ mới đúng không? Mình vừa có thể học thêm một số từ mới. Này các con có để ý thấy là có một câu đó là my dad is fixing my bike đúng không? Mình có thêm từ fix đó là sửa chữa và câu cuối cùng là I want to relax on a comfy chair. Tức là tôi muốn relax, thư giãn ở trên một cái ghế thoải mái. Đấy. So do you want to relax on a comfy chair? Các con chắc là cũng rất là muốn thư giãn ở trên một cái ghế rất là thoải mái đúng không? Ok, rồi
Ui, là cô lại ấn nhầm. Rồi, nào, phần cuối cùng đó là phần challenge, phần thử thách. Các con hãy đọc giúp cô câu này nhanh nhất có thể nhé. Felix and Max are holding a box next to a taxi. Okay, so how many letter X's are there? Có bao nhiêu chữ letter X, vẫn chữ X ở trong câu này đây nhỉ? There are five letter X. Còn 5 chữ cái nhá. Hãy phát âm thật là chính xác tất cả 5 chữ cái này nha. Rồi đầu tiên, Felix and Max are holding a box next to a taxi. Yeah, five letter X. Don't forget them. Nha. Đừng quên đọc những cái chữ cái này nhá. Là nghe cô đọc lại lần cuối cùng nha. Felix and Max are holding a box next to the taxi. Right? So this is Felix and this is Max. They are holding a box next to the taxi. Thấy chưa? Bạn Felix và Max đang đang bê một cái hộp và đứng ở cạnh một chiếc taxi. Chắc là hai bạn ý định trông giống như là hai bạn ý đang chuyển nhà, đúng không? Ok, đấy là câu câu thử thách của cô dành cho các con ngày hôm nay. Các con hãy thử luyện tập về nhà nhá. Ở nhà nha. Rồi. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô mong là các con đã có thêm những kiến thức về tiếng Anh, về letter X trong buổi học ngày hôm nay. Và nhớ là nhớ những lời dặn của cô nhé. Hãy học tập thật chăm chỉ này, làm bài tập chăm chỉ, luyện tập chăm chỉ để mình có thể trở nên tốt hơn nha. Và trong những ngày mà dịch COVID-19 lại đang quay lại như thế này, thì cô cũng chúc các con có sức khỏe thật là tốt nhé. Ăn uống ngủ nghỉ thật là điều độ này nha, uống nhiều nước này nhá. Rồi và hãy rửa tay thường xuyên, giữ đeo khẩu trang thường xuyên, giữ cho chúng ta không bị ốm nhá. Đấy là điều mà cô rất là mong muốn. Ok, so thank you very much and I will see you tomorrow. Ngày mai cô sẽ gặp lại các con nhé. Hôm nay thì còn bây giờ thì chào tạm biệt các con và chúc các con ngủ ngon. Goodbye. Bye bye, bye bye, bye bye.